Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, Viện Vật lý Địa cầu đã ghi nhận 21 trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong, Kon Tum chỉ trong một ngày 28 tháng 7. Đặc biệt có một trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại địa phương này. Theo đó, trận động đất đầu tiên được ghi nhận lúc 3 giờ 12 phút với độ lớn 3,3 độ Richter. Tiếp sau đó, 20 trận động đất lần lượt xuất hiện với độ lớn từ 2,5 đến 5 độ Richter. Trận động đất cuối cùng được ghi nhận lúc 23 giờ 47 phút với độ lớn 2,7 độ Richter, đặc biệt vào lúc 11 giờ 35 phút tại huyện Con Plong, ghi nhận trận động đất mạnh 5 độ Richter. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 2, đây được xem là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Kon Tum. Với 21 trận động đất xảy ra trong một ngày, đây được xem là kỷ lục mới về động đất được ghi nhận tại Kon Tum. Trước đó, kỷ lục về động đất trong một ngày tại Kon Tum là 14 trận, được ghi nhận vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Việc động đất đang ngày càng tăng về tần suất, độ lớn khiến người dân địa phương tỏ ra bất an, lo lắng. Ông A Lan, bí thư chi bộ thôn Đắc Tăng, xã Đắc Tăng, huyện Con Plong, nơi gần tâm chấn động đất nhất cho hay, cả thôn có 120 hộ dân với 340 nhân khẩu. Trận động đất lớn trưa 28 tháng 7 làm một số nhà dân nứt tường. Người dân trong thôn hiện đang hoang mang lo sợ khi sống trên vùng động đất. Theo các chuyên gia, động đất xảy ra tại huyện Con Plong là động đất kích thích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hoạt động tích xả nước của các thủy điện trên địa bàn làm thay đổi trường ứng suất trong khu vực dẫn đến động đất xảy ra liên tục trong thời gian qua. Để ứng phó với động đất, tỉnh Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện xây dựng 8 trạm quan trắc động đất truyền thông tin, liên tục cảnh báo sớm các dấu hiệu động đất cường độ lớn. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo các nhà máy thủy điện chủ động triển khai phương án ứng phó sự cố bất thường xảy ra, nhất là sự cố về động đất dư chấn động đất. Theo thông tin từ Cục Quản lý Địa điều và Phòng chống thiên tai, dự báo động đất ở Kon Tum sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ Richter. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, khu vực biên giới Triều Tiên-Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi bão Jemmy trong những ngày gần đây. Chính quyền tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho biết, tính đến sáng ngày 29 tháng 7, trên 3.800 người dân đã được sơ tán sau sự cố vỡ đê sông xảy ra vào tối ngày 28 tháng 7. Mưa lớn kỷ lục ở vùng Sinuiju và những khu vực phụ cận giáp biên giới Trung Quốc đã khiến khoảng 5.000 người bị cô lập. Quân đội Triều Tiên ngày 28 tháng 7 đã điều động khoảng 10 máy bay, mỗi chiếc thực hiện 20 chuyến bay để tham gia công tác cứu hộ và đưa khoảng 4.200 người ra khỏi vùng nguy hiểm trong nửa ngày. Khu vực trên bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của bão Jemmy, gây mưa lớn nhiều ngày qua nhiều khu vực ở Trung Quốc và Triều Tiên. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của nước này thông báo kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp đối với thảm họa địa chất tại tỉnh Hồ Nam, sau khi xảy ra một trận lở đất do mưa lớn khiến nhiều người thương vong tại tỉnh này. Trung tâm Chỉ huy ứng phó tình trạng khẩn cấp của tỉnh Hồ Nam cho biết, số người thiệt mạng vì trận lở đất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 28 tháng 7 ở làng Yuelin, thành phố Hoành Dương đã tăng lên 15 người. Cũng trong ngày 28 tháng 7, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt từ cấp độ 4 lên cấp độ 3 tại tỉnh Cát Lâm và kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 tại thành phố Trùng Khánh. Thưa quý vị, miền Bắc nước ta đang có mưa nhiều trong những ngày này, có thể vì nhiều lý do. Như hiện nay, có nhiều mây mang mưa ở ngoài biển được gió đông đông nam đưa vào đất liền. Ngoài ra, hiện tượng La Nina đang đến, mà La Nina thường làm tăng lượng mưa ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù trời nhiều mây sẽ khiến cho nhiệt độ giảm, thực tế là mùa hè năm nay ở miền Bắc nước ta có nhiều ngày có nhiệt độ vừa phải, không nắng nóng bằng một số năm gần đây. Nhưng mưa lớn kéo dài dễ xảy ra ở Tây Bắc Bộ, có thể gây sạt lở đất, lũ ngập lụt. Người dân nên lưu tâm, phối hợp khẩn trương với các cơ quan chức năng khi cần thực hiện các cách thức phòng tránh. Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới, xu hướng lấn Tây, dự báo từ 3 đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây và có trục ngang qua khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo mưa giảm trong vài ngày cuối tháng 7, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai 30 tháng 7.
thủ đô Hà Nội mưa vừa mưa to và dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên, mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.